Ok các bạn ơi, cái địa điểm cò mạ bí mật tiếp theo đó chính là cái quán rượu đấy đây. Nhưng mà cái quán rượu này lại bán rượu miễn phí luôn nha. Đây này, free drink, à quên, drink là nước, miễn phí nước, nhưng mà mua rượu thì lại mất tiền. Ây, ở đây là có một bác đang lát rượu đây này. Ở sao hôm nay mình thấp nhận, à đúng rồi, mình vừa sử dụng cái mã nhỏ bé. Nên là mình thấp hơn cái ông này là đúng rồi, ấn lại cái mai này để cho cao bằng cái ông này luôn. Ok các bạn ơi, cái ông này là ông lát rượu đây này, ông này làm thơ cực kỳ là hay luôn. Hello bác ơi, hôm nay là bác có làm ra cái bài thơ nào tặng cho cháu cùng với tất cả các bạn fan của cháu đi. Tưởng cái gì, thơ thì ta có nhiều lắm, thích nghe. Thế bây giờ ta sẽ tặng cho cậu cùng với tất cả các bạn đang xem cái video này. Nhưng mà các bạn nhớ ấn like video cho ta nha. Bài thơ này có chủ đề về rượu. Uống rượu không phải để say, uống rượu để biết đắng cay là gì. Uống rượu không phải để sầu, uống rượu để biết trong đầu nhớ ai. Có những chiều say rượu té cầu ao, vợ bắt gặp chưa mắng câu nào đã khóc. À, cậu thấy bài thơ này của tôi có hay không? Ê mà bác ơi, cháu đang đứng ở bên này mà, chứ có phải cháu đứng ở cái bức tường này đâu mà bác cứ nhìn cái bức tường này chuyện với cháu thế. Đây, bây giờ cháu đứng ở đây cho bác nhìn thấy cháu này. Bài thơ của bác quá tuyệt vời, cháu chấm cho 100 điểm luôn. Thế thì tôi sẽ tặng cậu một bài thơ nữa. Uống rượu là để giải sầu, không phải uống rượu đau đầu đâu nhé. Uống rượu sao để người khen, đừng để uống rượu mà men dẫn đường. Uống rượu nho nhã người thương, không phải uống rượu lầm đường đấy ghê. Uống rượu vui vẻ người mê, đừng để uống rượu cười chê người cười. Uống rượu xã giao với đời, bạn bè sum họp nói cười cùng nhau. Uống rượu đừng để bệnh đau, gia đình xào xáo cùng nhau ra toa. Uống rượu đừng có đào hoa, một chồng một vợ cho nhà yên vui. Nếu không uống rượu càng vui, gia đình hạnh phúc không gì đẹp hơn. Khổ lắm bác ơi, cháu đứng ở bên này cơ mà bác cứ nhìn sang bên này làm cái gì? Bác say quá rồi, thế mà lại biết làm thơ. Nếu không uống rượu càng vui, gia đình hạnh phúc không gì đẹp hơn. Nhưng mà bác lại ra đường bác rất là lát rượu luôn. Thôi kệ bác đi, đi vào công việc chính của chúng ta thôi các bạn ơi. Các bạn đi vào trong cái cửa hàng bán rượu này, gặp bác bán rượu, nhưng mà không phải là để mua rượu đâu nha. Hello, cháu chào bác, cháu vào đây là cháu nghỉ mượn điều hòa nhà bác thôi. Ở bên ngoài lâm quá, tay của cháu nó còn phát ra cả lửa đây này. Bác cho cháu ngồi điều hòa một lúc cho lắm mắt nha. Cảm ơn bác rất là nhiều, bye bye bác. Ủa trời, bye bye. Bác này chạy nhanh quá, còn không cả kịp chạy luôn. Thôi kệ bác đấy đi. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Ở bên dưới góc bàn này có một cái tên say rượu nào đó viết một cái mã CROVKD từ 1 đến 99 thì các bạn nhập vào cho Thắng. Nhưng mà Thắng đang bị công an bắt mất tiêu rồi. Thôi, đừng có bắt em. Uầy, ở đây là có một con siêu xe này, Thắng phải trốn cảnh sát để không bị bắt tội mới được. Lên xe thôi. Let's go. Hai cảnh sát bắt mình luôn. Bạn thân ơi, vui quá là vui, tay trong tay giấc mơ. Dừng. Em hát cái gì mà như là bò giống vậy? Em hát hay mà. Hát hay, anh xem nào. Đây này, vào App Store tải ứng dụng Star Maker vào đây. Đâu, mai em xem nào. Đây rồi, em tải xong ứng dụng Star Maker rồi. Nhưng mà tải về máy để làm gì hả anh? Cái ứng dụng Star Maker này là một ứng dụng hát karaoke trực tuyến miễn phí. Uầy nha các bạn ơi, Star Maker hát karaoke trực tuyến được thật nha. Đây này, bây giờ Thắng sẽ hát cho các bạn coi. Vào phần hát này, Thắng sẽ hát bài Doraemon tiếng Việt. Bạn thân ơi, vui quá là vui, bao ước mơ mình vẫn đi tìm. Sau khi mà hát xong là Thắng sẽ chỉnh sửa được cái giọng hát của Thắng nha. Điều chỉnh âm lượng to nhỏ này và điều chỉnh cả hiệu ứng âm thanh để cho cái giọng hát của mình trong sáng hơn. Đây là giọng của Thắng khi chưa qua chỉnh sửa. Bạn thân ơi, vui quá là vui, bao ước mơ mình vẫn đi tìm. Còn đây là giọng của Thắng khi đã qua Star Maker. Bạn thân ơi, vui quá là vui, bao ước mơ mình vẫn đi tìm. Chợt hôm nay bạn đã khiến cho ước mơ bỗng nhiên không còn xa lạ. Không những hát karaoke trực tuyến mà các bạn còn có thể song ca với tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Các bạn vào phần hát này, vào phần song ca thời gian thực một với một. Rồi sau đó là ứng dụng sẽ tìm kiếm cho các bạn một người để ca hát cùng, ghép đôi nhanh hoặc mời bạn bè của các bạn để hát cùng. À đây rồi, Thắng đã tìm thấy một người bạn để hát cùng Thắng rồi. Alo alo, xin chào bạn nha. Chào bạn nha. Thế thì để bạn hát trước đi. Ok luôn. Chợt hôm nay bạn đã khiến cho ước mơ bỗng nhiên không còn xa xôi. Bạn thân ơi, vui quá là vui, bao ước mơ cùng tôi thần kỳ.
Nếu mà hát karaoke hai người vẫn chưa đủ thì các bạn có thể vào phòng hát và trò chuyện. Trò chuyện này, rồi sau đó vào một cái phòng bất kỳ. Đó, đây này, các bạn vừa có thể trò chuyện cùng nhau và hát cho nhau nghe nữa. Tí xíu, mà chàng trai thì nói như thế thì... Ok, giọng hát của bạn nào mà chưa được hay thì nhớ tải Star Maker về để có giọng hát hay hơn nha. Để tải ứng dụng hát karaoke trực tuyến Star Maker, các bạn nhớ lên Google Play, App Store hoặc kích vô bên dưới đường link mô tả. CROVKD từ 1 đến 99 thì tháng sẽ ấn hẳn 99 luôn. Enter, ok. Nhưng mà không thấy cái điều gì nó xảy ra ở đây cả. Enter phát nữa cũng không thấy cái điều gì nó xảy ra ở đây cả. Ê, rõ ràng là cái mã lệnh đã ok rồi nhưng mà mình ấn thì mình không thấy cái điều gì nó xảy ra. 50. Vâng, xong hồi ấn xong cái mã này thì thằng cũng không thấy cái điều gì xảy ra. Hình như là cái mã này nó là tăng công dân ở trong cái thành phố này hay sao ấy. Bây giờ ấn 1 thì cái thành phố này nó chỉ có một người công dân mà thôi đúng không? Ok, nhưng mà thằng vẫn không thấy có cái điều gì xảy ra cả. Đây rồi, để xem nào, bây giờ là có người công dân nào xuất hiện ở xung quanh đây không? Đây, ở chỗ này vẫn có một bác nè, ở xung quanh thì vẫn có, bên kia vẫn có thêm một bác nữa. Đầu này vẫn có thêm rất là nhiều bác. Thôi, cái mã lệnh này các bạn biết là mã lệnh gì thì bạn nhớ comment để cho thắng biết nhá. Tiếp theo là cái chỗ mà cái tên bang hội mô điều này nó đang đứng ở đây. Đằng sau cái bức tường này, cái bức tường màu da cam này thì sẽ có một dòng chữ nhưng mà nó đang bị ngược. Bây giờ các bạn có thể các bạn lấy điện thoại chụp vào, xong bắt đầu xoay lên thì nó sẽ ra một cái dòng chữ như thế này. Đó, các bạn đã biết là chữ gì chưa? Bây giờ chỉ cần nhập cái lệnh này vào cái điện thoại thôi. Để xem là có cái điều gì nó xảy ra. Ghi nút đã xảy ra rồi nhưng mà mình không biết là mình bị làm sao nữa các bạn ơi. Hình như là mình nhảy cao hơn đúng không? Không phải đâu. Hay là mình chạy nhanh hơn nhở? À, thắng biết rồi các bạn ơi. Đây chính là cái mã người khổng lồ. Các bạn nhìn ở kia mà xem này. Bây giờ thắng tắt cái mã này đi nhá. Uầy, là mấy cái người này lại trở thành người bình thường. Bây giờ bật cái mã này lên, bật nó lên. Uầy, tất cả những công dân ở trong cái thành phố này của thắng nó đã trở thành người khổng lồ hết tia rồi. Nhưng mà nó trở thành người khổng lồ như thế này thì mình có uýnh nhau với nó được không nhờ? Hai cái đại ca đan ke ở ngoài này đang nhảy. Bây giờ to cái hơn chắc là nhảy sẽ đẹp hơn đúng không? Nào, nào, lao thì nhảy, nhảy đi. Uầy, các bạn ơi, nó to như thế này rồi, nên là thắng không thể đánh được bọn nó nữa. Cái tên màu vàng này, quánh nó cũng không thể quánh được nó luôn này. Oh, what? Chẳng nhẽ bây giờ mình sẽ là người yếu nhất thế giới này sao? Oh, đúng rồi các bạn ơi, thắng không thể đánh được mấy cái ông này. Bây giờ thắng đã là người yếu nhất ở trong cái thành phố này rồi, quá là buồn luôn. Cái ô tô này mình có quánh được không? Ô tô thì vẫn quánh được một cách rất là bình thường nha. Ui, chuẩn bị lố này, chuẩn bị lố đây. Nhưng mà mấy cái tên người khổng lồ này nó không bị làm sao cả. Thế nó mình lạ luôn chứ. Wow, cảnh sát bắt mình rồi. Wow, cảnh sát bây giờ cũng trở thành người khổng lồ luôn. Thằng cũng quánh được. Vẫn quánh nhau được với cảnh sát đấy nha. Địa điểm tiếp theo đó chính là Posa Studio. Nghe studio không biết là sân trong này là người ta sẽ làm cái gì nhở? Người ta làm MV à? Hay là làm thợ chụp ảnh? Hay là làm nhạc? Chả biết nữa. Cứ đi vôi thôi. Mở cửa. Trời ơi, ở bên ngoài nghe studio hành tráng lắm nhưng vào bên trong chả có cái gì luôn. Lên tầng 2 thôi các bạn ơi. À, trong này là để treo mấy cái biển quảng cáo các bạn ơi. Tổ chức giải đua xe trong thành phố bất ổn. Bên này cũng đua xe trong cái thành phố bất ổn nhưng mà bị lố tung hết rồi này. Đây, các bạn không để lên mấy cái đấy làm cái gì. Các bạn chỉ cần nhìn sang cái bức ảnh này. Đó, Tini, dude, cái dòng chữ màu đỏ này này, nó chính là một cái mã có thể giúp chúng ta trở thành gì? Đố các bạn đoán được luôn đây. Các bạn nhìn ảnh thì các bạn hãy biết. Đây nha, những công dân thì người ta bé xíu luôn và đang trói một cái tên người khổng lồ kia kìa. Tức là cái mã này thì đang sẽ biến thành người khổng lồ. Ok luôn, người khổng lồ và không sợ một ai cả. Đi ra ngoài này thôi. Đã có cái bàn tay xịn sò mà bây giờ lại cần có cả người khổng lồ thì làm gì có ai đấu được thắng. T I L I dài D U D E S. Ok, enter. What? Ui, mình vẫn chưa thể trở thành người khổng lồ được các bạn ơi. Cái gì nó xảy ra này, cái mã này hình như là nó không hoạt động hay sao ấy. À, hiểu rồi. Thắng hiểu rồi, không phải là thắng biến thành người khổng lồ đâu, mà là mấy cái tên con này nó biến thành con luôn. Lúc đấy thì biến nó thành người khổng lồ, mà bây giờ thắng biến nó thành người con luôn. Đây này, bên này có một ông mặc bộ quần áo màu da cam nhưng mà đã bị biến thành cái con kiến rồi, còn tí hoan hơn cả thắng. Nhưng mà mấy tên này đi nhầm đường à? Thôi, thắng biến nó trở thành người khổng lồ bình thường, không là nhìn nó tội nghiệp quá. Đây nhá, ấn tắt lại.
Ấy, thấy chưa, to thì cái bình thường. Ở phần nữa, úi, biết tí xíu luôn. Cái tên này cứ vào mua bánh donut làm cái gì, biến nó thành bình người bình thường nhá. Ấy, to thì người bình thường luôn. Ui, quay quay, đi ô tô bây giờ này. Ôi, cho thành người tí hon đi. Ui, tí hon luôn. Ok, các bạn dịch chuyển sang cái ngôi nhà này cho Thắng. Nó là cái ngôi nhà mà ở dãy phố của nhà giàu ấy. Đây này, các bạn nhìn kỹ đã biết cái chỗ này chưa? 1, 2, 3, 4, 5 ngôi nhà. Nó chính là cái ngôi nhà bị bỏ hoang này này. Bởi vì là trong cái ngôi nhà này không có ai sinh sống cả. Ô tô cũng không có. Còn đâu là mấy cái nhà bên dưới này thì sẽ có ô tô đỗ ở trước cửa, tức là có người sinh sống. Rồi các bạn tới cái ngôi nhà này thì các bạn sẽ đi ra đằng sau đây. Ở đằng sau sẽ có một cái mã, đó chính là Mon Gravity. Bây giờ các bạn nhớ vào cái điện thoại của các bạn, MONGRAVITY. Ok, đó. Các bạn đã thấy sự khác biệt chưa? Khi mà gõ cái mã này vào thì chúng ta có thể nhảy cao như thế này luôn, nhưng mà cũng chỉ nhảy cao được một tầng rưỡi thôi, không thể làm mà nhảy cao tầng thứ hai được. Ok, wow. Thấy chưa? Kìa kìa, cái ngôi nhà mà có mấy cái tên mà nó cứ nhảy nhảy nhót nhót kìa kìa. Các bạn cứ tìm đến đây sang cái ngôi nhà này là tới cái mã này thôi. Với cái mã này là ta có thể nhảy cực kỳ là xa luôn. Wow, nhảy vừa cao mà nó lại còn xa nữa, như kiểu là chúng ta đang lém quả bóng bay ấy. Được rồi, bây giờ các bạn dịch chuyển đến cái địa điểm này cho Thắng ở khu nhà máy. Bên cạnh một cái đống đất nó to như thế này, chính cái ngôi nhà Thắng đánh dấu ở đây. Đã tới nơi rồi, cái ngôi nhà mà có một cái quả xe cực kỳ là hoành tay tràng, quả xe chở đất chở than đây này, nó rất là to luôn. Bây giờ là các bạn cứ đi xung quanh đây. À, mấy cái cứ kéo lên kéo xuống này là nó đang khoan dầu đấy nha. Thấy chưa, hai cái bình chứa dầu nó to như thế này chứ, mà không phải cái mà đấy ở cái bình chứa dầu đấy đâu, mà các bạn nhìn sang cái ngôi nhà này đó, có một cái dòng chữ không biết là cái tên Trần Châu là viết lòng ngoằng ở dưới này. Bây giờ các bạn chỉ cần gõ cái dòng chữ này vào điện thoại của các bạn thôi. Ơ, nhưng mà từ từ khoan đã, không phải là các bạn nhập nguyên cái dòng chữ này vào đâu, mà bây giờ các bạn phải viết cái dòng chữ này ra giấy, rồi sau đó sắp xếp thành một từ có nghĩa. Thắng đã sắp xếp xong rồi, đó chính là cái mã DUDEKOLG. Sau đó ấn OK Enter. Đó, các bạn có biết cái điều gì xảy ra không? Đó chính là bây giờ Thắng đã trở thành một người khổng lồ rồi. Đây, cái xe này lúc nãy mình chỉ to bằng cái bánh xe cỡ lão thôi, nhưng mà bây giờ quay điện thoại cho các bạn xem đây này. Ấy, ghê chưa? Thắng đã trở thành một người khổng lồ to hẳn bằng cái quả xe này luôn. Đi lại gần cái ngôi nhà này, thấy chưa? Thắng cao gần bằng cái ngôi nhà này. Ồ, mà cái ngôi nhà này nó có cả điều hòa luôn này. Mình VIP quá nhở. Bây giờ là đang có sức mạnh bàn tay lửa rồi, mới cả trở thành người khổng lồ nữa. Ui, ra đi oánh nhau chắc là không có ai oánh địch mình luôn. Cái quả ô tô màu đỏ này đập một phát là bay sang Tây Ban Nha rồi. Không đập được, bởi vì là mình đang cao to quá nên là mình không thể tới luôn. Mình chỉ có thể đẩy này, đẩy xe này, đẩy xe này, đẩy xe này. Thấy chưa, đẩy xe một cách rất là dễ dàng. Mà ở cái khu nhà máy này không cái tên công dân nào cả. À, có, nhưng mà bọn nó bị biến thành người tí hon rồi. Thấy chưa, trái ngược lại nhau luôn. Bọn nó thành người tí hon, còn đâu Thắng lại là người khổng lồ. Nên là Thắng cũng không thể oánh được nó, không oánh được nó luôn, mà nó còn chạy nhanh hơn cả Thắng nữa. Ok, thôi được rồi, ngày hôm nay là Thắng chỉ tìm được bằng đó biển thôi. Để lần sau Thắng tìm đến biển, Thắng cho các bạn coi. Còn bây giờ là bye bye nha.